La 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 la. Trong giống che nè Nobita ơi. Bạn vẽ cái mặt gì mà thấy ghê vậy bé hai? Mình đang làm Doraemon đi phát kẹo cho mấy bé đó. Vậy mình có được kẹo không? Kẹo này chỉ dành cho những đứa trẻ thông minh mà thôi. Mình cũng thông minh mà. Mình đố bạn, hai nhân vật được nhắc tên nhiều nhất trong ngày Tết Trung Thu là ai? Dễ ẹt, là Doraemon chứ ai? Sai rồi, đó là Hằng Nga và chú Cuội. Vậy mà bạn nói bạn thông minh. Ê ê ê, vậy cho mình đố lại đi. Vậy mình đố tiếp nha. Khi bị kéo lên cung trăng, chú Cuội mang theo vật gì? Chú Cuội mang theo đôi dép để đỡ đau chân. Lại sai nữa rồi, chú Cuội mang theo cái rìu. Thôi mình cho bạn nè, mình thấy bạn tội nghiệp quá à. Cảm ơn bạn nhiều nghe. Vậy là chị cũng nhận được kẹo từ chú Doraemon này rồi nè. Nhưng mà chị đố mấy bé, sự tích chú Cuội gắn liền với cây gì? Đáp án thứ nhất là cây sung. Đáp án thứ hai là cây cao. Đáp án thứ ba là cây đa. Mấy bé thấy cái nào đúng thì comment phía dưới cho chị biết nha. Ủa bé hai, đi học về rồi hả con? Hôm nay học tới bài nào rồi? Dạ bài mai ăn tim và quả dưa hấu. Vậy sự tích đó như thế nào kể bà nghe coi. Mai ăn tim gặp vợ trạm xe buýt, xong hai người bắt tàu ra biển đảo, xong mua dưa hấu về ăn, nhả hộp mọc lên trái dưa hấu, được gọi là sự tích dưa hấu. Trời đất ơi, đóng tiền cho ăn học mà nói chuyện tào lao gì vậy bé hai? Ủa vậy không phải hả bà? Vậy con sai ở đâu ta? Không phải, để bà kể cho nghe. Sự tích dưa hấu có nghĩa là người ta ép cái nước dưa hấu làm kẹo dưa hấu. Thiệt hả bà? Vậy có phải là kẹo dẻo con hay ăn không? Đúng rồi nè, nó nè. Yeah, vậy con có kẹo dẻo ăn rồi. Đúng là sự tích kẹo dẻo dưa hấu. Quá là thơm mùi dưa hấu rồi. Ăn một miếng thôi. Ngon quá à bà ơi. Bà cũng ăn nữa nè. Ăn cái này không cần phải nhả hột luôn, ngon quá. Ủa mà bà ơi, sự tích dưa hấu hồi nãy bà kể là thiệt á hả? Đâu có đâu, bà bị á, nói vậy mà cũng tin. Trời ơi trời, làm tưởng thiệt à. Hey cha, hôm nay năm người bí ẩn đã tập hợp về đây. Ủa, trên tay bạn là gì với bà? Đây là Spiderman. Đố bạn đoán được tên của năm nhân vật này. Dễ ợt, đây là Spiderman xanh lá. Vậy còn nhân vật này là gì? Đây là người nhện có thể nhả tơ ra đó. Đúng rồi đó, vậy bạn cũng ăn cái này không? Có, cho mình một nhân vật đi. Vậy là mình sẽ cho bạn ăn nhân vật này với một điều kiện. Bạn phải đu lên cây rồi nhả tơ ý như người nhện. Ok, đu cây là nghề của mình. Bạn thấy mình ghê chưa? Hay quá bé hai ơi, phần thưởng của bạn là một con người nhện. Wow, con người nhện yêu thích của mình. Bây giờ phải ăn nó thôi. Ăn cái gì trước ta? Ăn cái đầu đó. Mình sẽ ăn hết một lần luôn nè. Ngon quá à. Mấy bé ơi, mấy bé còn có thể đoán tên được những nhân vật nào ở trên đây không? Thì comment phía dưới cho chị biết nghe. Biết đâu tụi chị sẽ gửi một phần quà đến cho các bé. Sao đồ shipper bữa giờ mình đặt không thấy giao vậy ta? Chị ơi, ra nhận hàng nè. Ý, mới nhắc là tới đây. Dạ, cảm ơn nghe. Hồi hộp quá đi, không biết ở trong đây nó đẹp như thế nào. Đẹp quá. Con baby tree mình ao ước bấy lâu, bây giờ nó đã về với mình rồi. Cùng đặt hộp thôi. Hồi hộp quá. Bé bé đoán xem ở bên trong đây là con gì vậy ta? Là con thỏ hay là con cáo? Giây phút hồi hộp đã tới. Tên tên là Panda đó. Panda, 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 Panda. Chị ơi, chị em xin lỗi, hàng chị chưa có về. Ê, ê, ê. Hai cây này ăn sao ta, có ngon không ta? Bà Lép đang ăn cái gì vậy ta? Bà mới được cho hai cây kẹo nè, mà bà già cả đâu có biết ăn này đâu. Bà Lép không biết ăn thì để hai đứa con ăn giùm cha. Thôi thôi thôi, hai đứa bay định lừa tao ăn hết cây kẹo rồi đúng không? Tao già chứ tao đâu ngu. Cái cây kẹo này khó ăn lắm đó, bà mà không nhờ hai đứa con là không có ăn được đâu. Vậy hả? Vậy giờ hai đứa ăn đi rồi chỉ bà ăn với. Dạ. Ê, ngon không hai đứa? Cái kẹo này coca chanh này ngon, siêu 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 ngon luôn. Cái nhồi mẫu đơn này lần đầu tiên mình ăn luôn á. Bứt phá cảm xúc. Chua chua ngọt ngọt, ngon quá bé bà ơi. Rồi cảm nhận được chưa? Từ từ, tụi con đang cảm nhận. Chưa, phải thêm miếng nữa. Vụ gì vậy? Ngon quá bà ơi. Ê, ê, cho bạn miếng coi. Dạ đây nè. Ủa, sao còn có miếng vậy? Ăn luôn. Trời đất ơi, tôi bị hai đứa này lừa nữa rồi. Ê, trả kẹo đây. Wow, hôm nay mua hời quá à, mua một được một luôn. Ôi, nhìn thèm chảy nước miếng luôn á. Ây da, ây da, ây da. Ngứa quá trời. Ủa, ủa, chân gà của mình đâu rồi? Chân gà của bạn ở đây nè. Ở đây có tới 3 loại gia vị lận. Wasabi nè, mắm ruốc nè, tương ớt nè. Mình phải chấm ăn thử mới được. Mình phải chấm cái này với tương ớt mới được. Ngon quá à. Tiếp theo mình sẽ thử với wasabi nè. Wasabi vị nồng nồng cái cay. Gia vị kinh dị cuối cùng là mắm ruốc. Ở đây có ai ăn mắm ruốc được không? Để chị thử nghe. Hồi hộp quá. Dở quá à. Ủa bé ba, bạn có thấy chân gà mình đâu không? Chân gà gì? Chân gà nào mình có thấy đâu. Ê, cái bịch cá cơm của mình được tặng kèm mà.
thì bây giờ mình trả cho bạn nè. Ê, còn cái chân gà nữa. Chân gà nó vô bụng mình rồi, thôi đi nha. Bé hai, thấy gì không? Bạch bánh chứ có gì đâu khoe. Bạn có cái bánh người xanh này không? Không có. Lêu lêu lêu, cái đồ không có. Bánh nè, bánh nè. Trời ơi, ồn ào quá, đi về đi cho ta ngủ. Vậy thôi mình về nghe máy bay. Bánh nè, bánh nè. Ê, bé ba thấy gì không? Ủa, bạn lấy đâu ra vậy? Không lẽ mình đi ăn trộm, mua dưới tiệm chứ đâu. Của bạn chắc chắn không ngon bằng của mình. Thì ăn thử đi mới biết được chứ. Wow, bánh que ngon quá à. Thơm quá à. Wow, của mình có nguyên cục mực bento luôn nè. Sao của mình lại không có ta? Mực bento ngon quá à. Chứng tỏ bánh của bạn không ngon bánh của mình rồi. Thôi nào, bánh của mình là bánh ngon nhất. Bánh ngon nhất mà không có mực bento. Tối ngày đi khoe hoài. Tức quá à, không lẽ mình chịu thua bạn hay sao? Bạn đừng có nhúc nhích coi bé ba, để mình bắn thử coi. Bạn nhắm ở đâu không mà kêu mình không nhúc nhích. Mình bắn nó nghe. Vậy thì hai hộp này của mình đó nha. Bạn về đi. Thôi đừng có buồn mà, mình cho bạn một hộp nè. Cảm ơn bạn nhiều nghe, công nhận bạn tốt bụng thiệt á. Hai mình khui răng đi. Wow, đây là bánh dâu. Giòn giòn, béo béo, thơm thơm mùi dâu. Coi mình nè. Sô-cô-la đó nha. Bên ngoài được phủ một lớp sô-cô-la nữa nè. Béo lại thơm lừng. Vị của bạn sao vậy, cho mình ăn thử với. Nè, bạn ăn thử đi, rồi bạn cho mình ăn thử cái của bạn luôn nha. Wow, sô-cô-la được phủ đầy luôn nè. Có vị hơi đắng đắng nhẹ. Bên đây lớp dâu cũng phủ đầy nữa nè. Thơm mùi dâu quá à. Mấy bé đang thử bánh này bao giờ chưa? Thật sự nó rất rất là ngon đó. Mấy bé có ăn thử rồi thì comment phía dưới cho chị biết nghe. Thơm quá hà. Ủa, bé ba hẹn mình đây mà nó đâu rồi ta? Lâu quá à. Bé hai. Sao bạn lại la? Thì tao thấy mày la, tao la theo, làm gì la làng dữ vậy? Bạn làm mình hết hồn đó, tự nhiên núp trong bụi cây vậy. Vậy cho nó kinh dị. Rồi hôm nay hẹn mình ra đây chi vậy? Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện ma. Chuyện ma hả? Chuyện ma có đầu sợ. Vậy bạn có dám nghe mình kể không? Được, bạn kể đi. Ngày xưa có một con ma lưỡi dài thiệt là dài. Lưỡi nó dài cỡ nào? Nó dài cỡ cái tòa nhà 5 tầng. Rồi sao nữa? Con ma đó sẽ dùng cái lưỡi của mình quấn cổ những đứa trẻ hư. Mình không sợ, bạn lại tính hù mình chứ gì? Ủa? Bé ba, bạn đâu rồi? Ủa, sợ quá à. Thôi mình đi về. Ủa, bé ba, bạn đang làm gì vậy? Ha, con ma lưỡi dài. Hồi nãy bạn nói bạn không sợ mà. Ngon quá à. Bé hai, không có ăn kẹo nữa, xuống răng đó. Con ăn có một miếng à. Con không có nghe bà là bà không có cho con tiền mua bánh ăn nữa đâu. Con biết rồi. Nước ở đây ăn chắc bà không biết đâu ha. Ngon quá à. Ăn hết luôn. Còn cuối cùng ăn mày luôn. Wow, béo ngậy. Thế rồi, lỡ ngon quá mình ăn hết rồi giờ sao ta? À, mình có cách rồi. Gối lại. Để ở đây là bà đâu có biết mình ăn hay không. Ủa, kẹo sô-cô-la này của bé hai mà. Công nhận ngoan ghê luôn. Kêu không ăn là không ăn. Không ăn thì để bà ăn. Trời ơi, cái mùi nó thơm quá. Ăn thôi. Ủa, sao trong đây lại có cục đá? Để dỡ cục khác ra coi. Ủa, lắc tay. À, của bé hai nó dám ăn hết kẹo rồi. Bé hai.